Chào toàn thể anh em. Hôm nay chào mừng anh em đến với cái kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh em một cái con máy đánh bài của nhà sản xuất máy đánh bài CVK. Đây là cái con máy đánh bài gì? CVK 360. Đây là cái mẫu máy đánh bài của năm 2019 nên rất là mới, rất là kín, sử dụng rất là ok nha anh em. Đây, cái thiết kế của nó rất là nhỏ gọn, nó không có to bự như những cái dòng cao cấp hay là những cái dòng CVK 500. Đây là CVK 360, thiết kế rất là nhỏ nhưng mà nó được tích hợp công nghệ của cái hãng CVK nên là tốc độ báo bài và quét bài của nó cực chuẩn và cực nhanh. Đó, thích hợp cho anh em đi chơi, đem vào sòng sới chơi không sợ bị lộ. Cái phụ kiện kèm với máy á, là đây là có một cái tai nghe không dây đặc trưng của hãng CVK luôn. Đây là cái tai nghe khóa tần sóng, khi mà đã kết nối với cái máy đánh bài của anh em rồi á, thì không có thiết bị nào có thể nghe lén được cái tín hiệu của máy nữa nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Hơn nữa cái máy này á là sử dụng pin rời, anh em có thể mua cho mình một cục pin khác, một cục pin nữa, hai cục pin thì anh em chơi sẽ lâu hơn. Pin này á thì anh em hoạt động liên tục thì tối đa là cỡ từ 5 tiếng thôi, tối đa là 5 tiếng anh em chơi. Anh em muốn kéo dài thời gian hơn á thì có thể mua cho mình cục pin rời để lắp vào. Cái máy này á là nó đầy đủ chức năng của cái điện thoại bình thường nha anh em, nghe gọi, nhắn tin, lướt web hay là Facebook, cài ứng dụng Android đều được hết nha anh em. Này, giao diện ở trong này rất là đẹp, giao diện tiếng Việt hết, thấy không? Kết nối Wi-Fi 3G đều rất là ok. Đó. Rồi, tôi sẽ test cho anh em xem cái tốc độ báo bài và quét bài. Anh em trang bị cái máy đánh bài thì phải kiểm tra cho mình cái tốc độ báo bài quét bài để khi vào sòng vào sới chơi á thì nó không bị chậm. Đó, anh em mua máy đánh bài là phải mua máy cho mình một cái con máy đánh bài thời trang thứ nhất. Thứ hai á là quan trọng nhất á là vẫn là phải báo bài và quét bài, đó là cực chuẩn và cực nhanh để anh em chơi mới được. Đây, tôi test thử cho anh em xem. Máy này á nó hỗ trợ tất cả các dòng bài lá Việt Nam nha anh em, từ bài cào, bài liêng, bài phẩm tới bài binh, binh Ấn Độ, binh xám xám hay bài xăm gì đó đều hỗ trợ hết nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm và sử dụng. Đây, tôi test cho anh em xem. Cái máy này á là bảo mật rất là cao, người có mật khẩu á mới vào phần máy đánh bài được, người không có là không thể vào được anh em. Này, tôi test cho anh em xem này, thấy chưa, rất là nhiều bài này, rất là nhiều loại, hỗ trợ rất là nhiều loại. Đây, tôi test cho anh em xem cái chơi phẩm đi. Phẩm thì cũng rất là nhiều người chơi tham dụng. Đây, đây là chọn chế độ chơi này. Đó, đây chế độ bài lá cho anh em. Đó, nè anh em thấy đây, thấy không? Đó, coi cái tốc độ báo bài của cái bài của nó rất là nhanh. Đó, thật đây nó cũng báo nè. Đó, đây nó cũng báo nè. Do mình bài mình phải để cái thẳng thẳng tí. Đó, báo rất là chuẩn nè, rất là nhanh đó, thấy không? Nếu ba thì anh em cứ xèo ba xèo lá xuống thôi. Đó, và mình chia. Phẩm nhưng mà có 4 đôi.
thấy không, bài mình không có phẩm là chắc chắn là không có bài nào có phẩm. Đúng không anh em? Đó, đâu có bài nào có phẩm đâu. Mình cứ làm theo sự chỉ dẫn của máy á là ok, và anh em có thể chơi thắng được. Đó là vì là cái máy nguyên size, cái máy mới, tôi chưa cài bất kỳ một trò chơi nào. Khi anh em mua về á, tôi sẽ cài. Và anh em chỉ cần cài đặt một lần là anh em bật chế độ, là anh em đem vào phòng chơi là chừng được cạn pin thì thôi, chứ không có chuyện thoát ra để chừng nha anh em. Máy là máy nguyên size nên nó là chế độ thử của nhà máy á, là cho chỉ thử một ván thôi. Là thử xong một ván mình phải nhập lại. Không, cái khoảng cách á, anh em chú ý dùng, chú ý cái khoảng cách. Chú ý khoảng cách là cửa từ 35 tới 40 thôi. Đó. Gần hơn cũng không báo, xa hơn cũng không báo nha. Đó, máy 34 thì anh em cứ bỏ 4 lá thôi. Rất là dễ. Rồi mình chia. Đó. À, có 36 này. Đó, lúc này có phẩm tươi. Mình không có phẩm thì nhà khác không có phẩm. Đó, nhà đâu có gì đâu. Nhà này chỉ có lôi 2 thôi. Này 46. Có khi thiếu một lá. Thiếu một lá rồi, thiếu một lá rồi. Đó nè, nãy đếm không có kỹ, mình chỉ thiếu một lá. Đó. Đó thì mình thấy chưa, mình có phẩm thôi, nhưng mà nhà kia đâu có phẩm đâu. Mình cứ làm theo dự, anh em cứ yên tâm á, là anh em cứ làm theo sự chỉ dẫn của máy á, là lúc nào cũng có phẩm tươi, bài đẹp, giúp anh em chơi thắng được cái môn bài riêng này. Anh em quan tâm á, thì con máy này á, thì có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại trên màn hình và kế trực tiếp với cơ sở của tôi ở cạnh bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh để xem hàng và thử tại chỗ luôn. Nên mà xa không thời gian tới á, thì có thể ghé những cơ sở khác của tôi. Ví dụ như ở ngoài Bắc á, thì có thể xuống bến xe Mỹ Đình ở Hà Nội. Trong này thì có thể lên bến xe Đức Long ở Gia Lai hoặc bến xe Miền Đông ở Sài Gòn. Nên mà gần cơ sở nào á, thì cứ phone cho tôi và tới trực tiếp với cơ sở đó. Sẽ có nhân viên tư vấn cụ thể cho anh em, giúp anh em lựa chọn cho mình những cái món đồ chơi phù hợp với anh em nhất. Rồi, xin rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video lần sau. Rồi, xin chào tạm biệt anh em.